Chào các bác, em vừa về được một cái con rửa bát Panasonic TR8 màu mận, quá là đẹp các bác. Mặt bóng loáng, rất là đẹp. TR8, con này em báo giá luôn, bán là 4,8 triệu, bảo hành 2 năm. Bác nào thích màu mận này thì alo nhé, cái màu này khá là hiếm, rất ít màu mận. Một con màu mận đẹp, giá thành vừa phải, bảo hành tận 2 năm. Mã số 9, có một duy nhất một con màu mận thôi. Hai số điện thoại giao dịch bên em. Hai kênh YouTube, các bác xem kênh ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh nhé. Lưng tôn rất là phẳng này. Đẹp. Tên là 8. Năm sản xuất 2015. Series 1074. Con này lưng tôn phẳng đẹp. Quá đẹp luôn. Mica này rất là đẹp các bác nhé. Đẹp, không có xước sát thì nhiều, rất đẹp rồi. Nico Navi hẹn giờ. Đèn báo các chu trình rửa, thời gian sấy các chu trình rửa. Nói chung là vàng. Tất cả các cái dòng em nói ngắn gọn là máy rửa bát Nhật từ TR1 cho đến TR9 thì gần như là giống nhau đến 99% ở cái giao diện này. Trên là tính năng thì y hệt nhau. Nên không cần phải giới thiệu nhiều các bác nhé. Các bác có mua bất kể dòng nào máy Panasonic thì tính năng cũng đều rửa xong sấy khô diệt khuẩn, nội thất ok ngon lành luôn. Các bác nào chốt chiếc này alo em nhé, bảo hành 2 năm. Cảm ơn các bác.